Ôi, sao trông em quen thế nhở? Em đóng trong cái bộ phim gì mà Thương Ngày Nắng Về đúng không? Không, anh nhầm mà không phải đâu. Sao mà nhầm được? Anh chắc chắn luôn, em hình như trong vai cái bạn Vân Vân gì nhỉ? Con gái bác cướp bạn trai của cháu. Đúng không nhỉ? Không, em bây giờ vào vai khác rồi. À thế là đúng là em rồi đúng không? Vâng. Anh không nghĩ là được gặp em ở đây đâu. Không ngủ mơ, không dám làm nghĩ đến được gặp thế em. Thế là bây giờ anh đang mơ rồi đấy, anh đang được gặp em ở đây. Em tát cái cho tỉnh này xem nào. Hôm nay em muốn qua đây muốn em nối dài hơn. Tại vì là em là trong bộ phim mới á. Cái vai này nó là vai sinh viên kiểu hiền lành, đi làm thêm, dạy thêm. Vừa là sinh viên vừa là cô giáo. Cô giáo tên gì? Tên Thảo. Ôi thật nhá, sinh viên tên Thảo, Cao Diệu Thảo. Được rồi, hôm nay nối dài nè. Vâng. Cái lần phục hồi lại tóc thôi đúng không? Dạ vâng. Thế anh làm cho em luôn nhá. Dạ vâng. Được.